Mới đây, làng giải trí xôn xao trước những thông tin xoay quanh gia đình của nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Miley Cyrus. Cụ thể, mẹ của cô được cho là đang xích mích với con út vì cưới Dominic Puso, người yêu cũ của con. Theo đó, Us Weekly bất ngờ đăng tải thông tin mẹ Miley Cyrus, bà Tis Cyrus cướp bạn trai của con gái út Noah Cyrus. Cụ thể, con gái út Noah Cyrus đã chú ý đến nam diễn viên Dominic Puso, thế nhưng mẹ của cô, bà Tis Cyrus, vẫn quyết định hẹn hò và kết hôn với Dominic Puso. Theo bài báo, Noah đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với ngôi sao vượt ngục Dominic Puso và bắt đầu theo đuổi anh ta, mặc dù biết về tình cảm của con gái. Bà Tis Cyrus quyết định bắt đầu mối quan hệ và kết hôn với Dominic Puso. Nguồn tin này còn hé lộ mâu thuẫn giữa hai mẹ con căng thẳng đến nỗi Miley Cyrus phải thuê đội vệ sĩ trong đám cưới của mẹ để tránh những vấn đề ngoài tầm kiểm soát. Thời điểm đám cưới, Noah Cyrus cũng vắng mặt. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đứng về phía người cha của mình, trong khi Miley Cyrus ủng hộ mẹ sau khi gia đình tan vỡ. Ngay sau khi được đăng tải, những thông tin xoay quanh ồn ào cướp bạn trai của con gái khiến mẹ Miley Cyrus bị chỉ trích dữ dội. Hiện tại, phía đại diện của Tis Cyrus, Noah Cyrus và nam diễn viên Dominic Puso không phản hồi trước những thông tin này. Hôm 28 tháng 2, bà Tis Cyrus cũng giữ im lặng trước các câu hỏi của phóng viên chụp hình về vấn đề trên. Một người thân cận đã làm việc cùng Tis Cyrus trong 5 năm đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Người này gọi việc Dominic Puso hẹn hò với Noah Cyrus là tin đồn không đáng tin cậy. Tis là một con người tốt và một người mẹ tuyệt vời. Tôi mong rằng mình có thể trở thành một người mẹ như bà ấy. Tôi cảm thấy buồn khi thấy mọi người chỉ trích bà ấy, người này nói với Pesic. Trang tin này đã liên hệ với Tis Cyrus, Noah Cyrus và cả Dominic Puso nhưng chưa nhận được phản hồi. Tis Cyrus và ngôi sao loạt phim Vượt Ngục thông báo đính hôn vào tháng 5 2023. 3 tháng sau, họ kết hôn trong lễ cưới lãng mạn ở sân sau biệt thự tại thành phố biển Malibu, California. Miley Cyrus làm phù dâu kiêm người dẫn mẹ vào lễ đường. Trong cuộc phỏng vấn hôm 7 tháng 2, mẹ Miley nói về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và tiết lộ đã gặp Dominic Puso ra sao. Tis Cyrus kể trên postcard Call Her Daddy rằng bà phải lòng nam diễn viên từ lâu khi xem phim Vượt Ngục với hai cô con gái lớn, Brandy và Miley. Theo Tis, Dominic Puso đã gửi tin nhắn Instagram cho bà vào năm 2016 nhưng bà không để ý. Đến năm 2022, Tis quyết định nhắn lại cho Dominic ngay sau khi để đơn ly hôn với Billy Ray Cyrus. Thế là chúng tôi đi ăn trưa và hẹn hò trong 3 tiếng. Tít kể, bà cho biết hai người đã tỏ tình với nhau chỉ một ngày sau đó. Mẹ Miley cũng hết lời ngợi ca Dominic Puso. Tôi thậm chí không thể diễn tả hết cho bạn anh ấy tuyệt vời như thế nào. Tôi đang có cuộc sống tốt nhất và anh ấy thật đáng yêu. Tis Cyrus sinh năm 1967, nổi tiếng với vai trò mẹ và người quản lý của ngôi sao nhạc pop Miley Cyrus. Bà kết hôn với ca sĩ diễn viên Billy Ray Cyrus năm 1993, có chung 3 người con Miley, Bryson và Noah. Tis còn có 2 con riêng từ mối quan hệ trước đó. Năm 2022, bà và Billy ly hôn. Con gái út Noah Cyrus sinh năm 2000 là con gái út của Tis và Billy Ray Cyrus. Cô đóng phim từ nhỏ, góp mặt trong các series truyền hình DOC, Hannah Montana, Mostly Ghostly, lồng tiếng cho phim hoạt hình Ponjo.